Chào các bạn, hôm trước mình có một cái cành sung. Mình thấy nếu mà để như bình thường thì dâm thì nó lại rất là bình xấu. Mà nếu mà đổi ngược lại cho ngọn xuống dưới mà gốc lại cho lên làm ngọn thì nó lại rất là hay. Được kiểu nó hơi quái quái một tí như thế này, kiểu dáng hình thú. Thì mình đã thử và đã thành công. Đây là cái video hôm trước để mình quay lại cho các bạn thấy. Đây các bạn nhìn thấy phía tay mình cầm đấy. Đó chính là cái khúc mình cắt đi, mình thấy sau mình thấy đẹp, mình bỏ vào cát dâm tử đấy. Mình cũng không nghĩ nó lên nên là mình không quay video trước. Thế là mình cứ bỏ vào cát, thì hôm nay thấy nó lên thì mình mang video chia sẻ với các bạn thôi. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái khúc này chưa? Chuẩn chưa? Đấy. Ngọn thì mình cho xuống làm dâm xuống cát mà thế nó cũng mọc các bạn ạ. Đấy. Không biết là có cái phần phần trên đầu nó có mọc thêm một hai cái mầm không thì mình sẽ được mấy cây dáng thú làm kiểu cây mini rất là hay. Nếu mà các bạn áp dụng cái kiểu này thì mình sẽ tận dụng được một số cái cành mà mình cắm ngược lại nó lại đẹp. Thì mình sẽ dâm vào cát như thế này. Mình cũng chả có thuốc thang gì đâu, thì mình không nghĩ là nó lên. Mình cứ dâm vào cát thử thôi. Thấy nó mọc mầm như này thì chắc là sống rồi. Thì mình quay video thì mình chia sẻ với các bạn thôi. Ít nữa nó thành cái cây mà uốn được thì mình có thể mình sẽ làm thêm một cái video để chia sẻ với các bạn. Cây gốc hôm trước đây. Mình mới làm được có 8 ngày thôi, nó đã có một cái mầm nhỏ xíu này rồi. Đấy, rất là nhỏ. Đấy các bạn thấy không? Cái này thì chắc khoảng tầm 10 ngày nữa thì nó mới ok được. Thì mới có mầm mọc lên. Còn cái mầm này thì nó rất là nhỏ. Mầm này thì chắc phải tầm khoảng 4 5 hôm nữa thì nó nhìn nó sẽ to hơn. Đấy. Như này là cây sống rồi, những cái sung rất là dễ sống rồi ạ. Mình cứ che nắng, che mưa một tí. Đấy, có đủ độ ẩm là ok. Xong tí mình xem qua mình đậy vào thôi. Còn đây là cái cây sung gốc video mấy hôm trước nữa, mấy tuần trước thì mình đăng ấy. Thì cái cành nó rất là bự này rồi, thì như được khoảng một tháng rồi. Rất là bự, rất là nhanh to. Hôm nọ video mới có bằng ngón tay út, thì bây giờ mà nó đã bằng ngón chân cái rồi, rất là to. Đấy, cái kiểu nuôi cành bồi đấy các bạn thấy không? Nuôi rất là nhanh lớn. Đấy, đã kéo sẹo rồi này, bắt đầu kéo sẹo rồi này. Đấy, sẹo nhỏ nhỏ rồi. Đấy. Ở mép nó có sẹo rồi đấy.